Không thiếu các vụ tai nạn giao thông kỳ lạ trên thế giới, nhưng đây có thể là một trong những vụ lạ nhất. Một người đàn ông khẳng định mình đã hắt hơi dữ dội đến mức khiến anh ta mất kiểm soát, cho xe đi qua 5 làn đường rồi tông vào một hàng rào bê tông. Sau vụ tai nạn, nhân chứng cho biết tài xế đã rời đi. Giấy tờ còn để lại cho thấy xe không phải của anh ta. Trên Reddit, một người dùng đã chia sẻ một video từ camera hành trình trên xe mình cho thấy một chiếc Chevrolet Cruze bất ngờ vọt qua trước mắt, bánh xe dường như long ra, sau đó đâm vào hàng rào. Chiếc Hyundai không kịp dừng lại cũng đã va vào Cruze sau đó. Còn người quay video do bị bánh Chevrolet đụng phải nên cũng dừng lại. Điều đáng chú ý ở vụ tai nạn này là người lái Chevrolet Cruze phân trần anh ta mất kiểm soát vì hắt hơi. Giải thích xong, anh ta liền bỏ đi luôn. Không ai ngăn lại vì ban đầu, tài xế Chevrolet chỉ đi lững thững như thể đang vừa đi vừa gọi điện. Một lúc sau, mọi người mới nhận ra anh ta một đi không trở lại. Sau đó, họ mới phát hiện ra chiếc xe không được bảo hiểm, chủ sở hữu cũng không phải người tài xế kia. Trên Reddit, người dùng đã chia sẻ một video từ camera hành trình trên xe mình cho thấy một chiếc Chevrolet Cruze bất ngờ vọt qua trước mắt, bánh xe dường như long ra, sau đó đâm vào hàng rào. Ngân hàng sát truy tìm dấu vết.